Chương trình cổ nhạc Vân Lan. Kính chào quý khán giả đến với chương trình cổ nhạc Vân Lan với Mai Chân và Phạm Khanh. Phạm Khanh xin chào chị Mai Chân. Mai Chân cũng xin chào Phạm Khanh và cũng xin trân trọng gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán thính giả của đoàn nghệ thuật sân khấu Vân Lan và trong chương trình cổ nhạc Vân Lan của Đại Lý Đô Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, trong chương trình cổ nhạc hôm nay, như thường lệ, chúng tôi và cùng với quý vị sẽ tìm hiểu về cuộc đời của những người nghệ sĩ, những người soạn giả, những người đã cống hiến cuộc đời mình cho ngành cổ nhạc cải lương. Và nhân kỷ niệm ngày giỗ lần thứ 11 của nghệ sĩ Dũng Thanh Lâm, thì hôm nay chị Mai Chân và Phạm Khanh cùng với quý vị sẽ tìm hiểu về cuộc đời của người nghệ sĩ này. Phạm Khanh xin mời chị Mai Chân. Dạ, một lần nữa xin trân trọng chào quý vị. Kính thưa quý vị, Dũng Thanh Lâm nhân kỷ niệm ngày giỗ thứ 11 của ông. Nghệ sĩ Dũng Thanh Lâm tên thật là Bùi Văn Tâm, mang hai dòng máu Việt Pháp, sanh ngày 29 tháng 5 năm 1944, tuổi Bính Thân tại xã Linh Đông, quận Thủ Đức, tỉnh Gia Định, là một tín đồ Thiên Chúa giáo. Dũng Thanh Lâm học ở trường dòng Tha Be ở Thủ Đức cho đến hết năm lớp 5 rồi được chuyển về học ở trường Trung học Tân Thanh ở Sài Gòn. Dũng Thanh Lâm mê cải lương từ nhỏ nên anh theo một người bạn để học đờn ca tài tử. Anh có chất giọng tốt nên dễ thành công trong việc học ca vọng cổ và các bài bản cổ nhạc. Sau đó anh được hai vợ chồng nghệ sĩ Hoàng Sương và Thu Vân dìu dắt vào học hát trong một đoàn hát cải lương ở tỉnh với nghệ danh là Minh Hùng. Hoàng Sương và Thu Vân chính là song thân của nghệ sĩ Thu Hồng. Năm 1964, nghệ sĩ Dũng Thanh Lâm được ký hợp đồng với ông bầu Ba Bản về hát đoàn thủ đô để thay thế Út Trà Ôn và Hoàng Giang. Về đây, Dũng Thanh Lâm cùng với nghệ sĩ Tấn Tài đã sáng giá tăng cường thực lực đào kép bằng một dàn diễn viên trẻ. Vở tuồng đầu tiên của Dũng Thanh Lâm hát trên sân khấu đoàn cải lương thủ đô là vở Bóng Hồng Sa Mạc của hai soạn giả Loan Thảo và Hoàng Việt. Cùng thủ diễn có nghệ sĩ Minh Phụng, Tấn Tài, Trương Ánh Loan, Kim Ngọc, Văn Hường. Trên sân khấu đoàn hát thủ đô, Dũng Thanh Lâm còn hát thêm các tuồng Chiếc Áo Ân Tình, Sầu Quan Ải, Qua Đào Trên Kiếm Thép, Cây Quạt Lụa Hồng. Cuối năm 1964, đoàn hát thủ đô Ba Bản bán lại cho vợ chồng nghệ sĩ Tấn Tài Như Ngọc. Sau đó, Dũng Thanh Lâm và nữ nghệ sĩ Trương Ánh Loan gia nhập đoàn hát Kim Chưởng của bà bầu Kim nghệ sĩ Kim Chưởng. Ở đoàn cải lương Kim Chưởng, Dũng Thanh Lâm được hát vai kép chánh, đóng tuồng cặp với nghệ sĩ Phường Liên. Dưới bàn tay đào tạo của nghệ sĩ bậc thầy Kim Chưởng, Dũng Thanh Lâm và Phượng Liên là đôi nghệ sĩ thinh sắc lưỡng toàn đã chinh phục được cảm tình của đông đảo khán giả. Dũng Thanh Lâm nổi tiếng là một kiếm sĩ đẹp trai trong các tuồng Quỷ Bảo, Người Gọi Đò Trên Sông của soạn giả Mộc Linh và vở Thượng Phương Bảo Kiếm của soạn giả Viễn Hùng. Sau Dũng Thanh Lâm lập đoàn hát với tên là Hoa Thế Hệ Dũng Thanh Lâm. Đến năm 1968, nghệ sĩ Dũng Thanh Lâm về cộng tác với đoàn cải lương Dạ Lý Hương của ông Bầu Xuân. Vở hát đầu tiên của Dũng Thanh Lâm trên sân khấu Dạ Lý Hương là vở Kẻ Sợ Tình của soạn giả Nguyễn Phương và Khiếu Linh. Hát chung với Hùng Cường, Bạch Tiết, Hữu Phước, Phượng Liên, Kim Ngọc, Hề Thanh Việt và Tư Rộm. Về nghệ thuật ca diễn, Dũng Thanh Lâm có một làn hơi ca tươi mát, êm dịu. Nghệ sĩ Dũng Thanh Lâm đẹp trai, phong cách diễn xuất mang dáng dấp của những người trong tầng lớp cao sang quyền quý. Vì vậy, Dũng Thanh Lâm được rất nhiều khán giả nữ ái mộ. Thời gian hát ở đoàn cải lương Dạ Lý Hương, Dũng Thanh Lâm nổi tiếng trong các tuồng như Anh Hùng Xà Điêu, Tiền Rừng Bạc Biển, Lệnh Của Bà, Người Dừng Chân Đêm Mưa, Vạn Lý Trường Thành, Con Ma Nhà Họ Hứa, Gái Điếm Vợ Hiền, Đời Là Một Chữ T, và nổi tiếng nhất là vai can trong vở tuồng Tướng Cướp Bạch Hải Đường với Bạch Tiết, Ngọc Giàu. Năm 1969 đến năm 1970, Dũng Thanh Lâm gia nhập đoàn hát Hùng Cường Bạch Tiết, hát các vở Trăng Thề Vườn Thúy,
tuổi hồng cho em, cánh hoa chùm gửi. Sau đó Dũng Thanh Lâm về hát cho đoàn tiếng hát dân tộc của bà bầu Tiêu Thị Mai. Sau tháng 4 năm 1975, Dũng Thanh Lâm có quốc tịch Pháp nên anh đăng ký hồi hương trở về Pháp vào năm 1977. Và sau đó Dũng Thanh Lâm hợp cùng với các nghệ sĩ cải lương cư ngụ tại Paris như Phủ Phước, Hương Lan, Chí Tâm, Hoàng Long, Kiều Lệ Mai, Minh Đức và Hà Mỹ Liên, cũng như là Phương Thanh và Thành Được, diễn lại các vở tuồng cải lương cũ trước năm 1975 như Mưa Rừng, Đôi Mắt Người Xưa, Đi Biển Một Mình, Cho Chọn Cuộc Tình. Sau đó Dũng Thanh Lâm di cư đến Hoa Kỳ, sống ở quận Cam với vợ là Lưu Nguyên Hà. Dũng Thanh Lâm gặp lại nhiều bạn diễn như Việt Hùng, Ngọc Nui, Thành Được, Phượng Liên, Ngọc Đăng Thanh, Chí Tâm, Linh Tuấn, Hương Quyền, Thanh Quyền và các nhạc sĩ cổ nhạc như Văn Hoàng, Minh Phụng, Bích Thuận, Hoàng Nam. Dũng Thanh Lâm vẫn giữ được làn hơi truyền cảm, giọng ca và kỹ thuật ca điêu luyện, nên thường hát đóng vai kép chánh cùng với Đào Mùi, Phượng Liên, hợp thành một cặp đào kép thinh sắc lưỡng toàn. Dũng Thanh Lâm và Phượng Liên rất thành công trong việc thực hiện CD tuồng cải lương Khi Người Điên Biết Yêu, nhân dịp Phượng Liên làm lễ kỷ niệm 40 năm sân khấu của nghệ sĩ Phượng Liên. Năm 2000, Dũng Thanh Lâm cùng với một số anh em nghệ sĩ hải ngoại và những người có tâm huyết tha thiết với nền văn hóa cổ truyền dân tộc qua bộ môn cải lương như giáo sư Trần Văn Chi, giáo sư Nguyễn Thanh Giàu, soạn giả Yên Lan, nhà báo Nguyễn Thanh Quy, cùng các danh gia Trần Vũ, Nguyễn Minh Chiêu, Nguyễn Văn Thu thành lập Hội Ái Hữu Tương Tế Nghệ Sĩ Hải Ngoại với các thành viên như Chủ tịch Hội đồng Quản trị giáo sư Trần Văn Chi, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Minh Chiêu, giáo sư Nguyễn Thanh Giàu, Cố vấn Pháp luật, luật sư Nguyễn Hoàng Dũng, Hội trưởng Nghệ sĩ Thành Được, Hội phó Nghệ sĩ Dũng Thanh Lâm, Tổng thư ký Nghệ sĩ Nguyễn Trung Quân, Ủy viên Báo chí Hội Nhà báo Thanh Quy. Năm 2001, Dũng Thanh Lâm phẫu thuật ghép gan, thay lá gan hư của anh bằng lá gan của một em bé trai 15 tuổi tại bệnh viện UCI. Vừa bình phục, Dũng Thanh Lâm xuất hiện hát tại nhà hàng Paracel và anh luôn ước muốn được phục vụ nghệ thuật dài lâu. Năm 2002, Dũng Thanh Lâm phải thay gan một lần nữa. Mãi đến năm 2004, vào một buổi trưa của mùa đông se lạnh, ngày 26 tháng 11 vào lúc 1 giờ 16, anh đã thực sự cởi bỏ xiêm y rời xa sân khấu, bỏ lại vợ yêu thương, bạn bè và khán giả thân thương để ra đi vào cõi hư vô. Dũng Thanh Lâm là người nghệ sĩ đầu tiên được an táng tại nghĩa trang Big Family của danh gia Trần Vũ dành cho các nghệ sĩ Hội Ái Hữu Tương Tế Nghệ Sĩ Hải Ngoại. Quý vị, thế đó là tiểu sử và cuộc đời của nghệ sĩ Dũng Thanh Lâm. Và ngày hôm nay đúng là ngày giỗ lần thứ 11 của người nghệ sĩ này. Và trước khi đi vào những chương trình khác của chương trình Cổ Nhạc Văn Lang, thì chúng tôi cũng cùng với vị những khán giả đã yêu mến giọng ca tài diễn của Dũng Thanh Lâm, cùng cầu nguyện cho hương hồn ông được phiêu diêu nơi miền cực lạc. Cảm ơn chị Mỹ Trân đã cho biết đôi điều về tiểu sử của nghệ sĩ Dũng Thanh Lâm. Lúc mà ông còn sinh thời còn sống đó, thì chị có những kỷ niệm, chị có nhớ vì người nghệ sĩ này như thế nào không thưa chị? Thật sự thì Mai Trân chỉ thấy qua hình ảnh thôi. Tại vì trước đó thì ở Việt Nam thì Mai Trân không có coi cải lương. Yeah. Nhưng mà khi qua đây rồi thì cái lúc mà anh đã nghe là cùng với các vị nghệ sĩ mà mình vừa kể qua đó thì có hát. Nhưng mà Mai Trân chưa bao giờ có dịp để mà gặp ảnh, mặc dù Mai Trân tính gặp ảnh để mà thăm ảnh trong cái những năm cuối cùng là 2004 đó, nhưng mà mình không có dịp, rồi sau đó là ảnh mất luôn. Yeah. Qua tìm hiểu về cuộc đời của nghệ sĩ Dũng Thanh Lâm thì rõ ràng chúng ta thấy là cuộc đời người nghệ sĩ cũng qua biết bao nhiêu thăng trầm khổ cực và chu rèn cái nghề của mình để mà có thể đạt được một cái
thành công thành tựu trong cái ngành cổ nhạc cải lương. Và cho đến khi mà phải nói là đây là một cái gương rất là tốt cho thế hệ trẻ, khi đến khi bệnh hoạn thập chữ nhất sinh vẫn tiếp tục với nghề, vừa rời khỏi bệnh viện đưa hết bệnh nan y, bệnh nặng lại quay lại với nghề và hát cho đến gọi là hơi thở cuối cùng. Đó là một cái tấm lòng rất là yêu nghề của nghệ sĩ Dũng Thanh Lâm. Những tháng ngày mà gần đây khi đoàn nghệ thuật sân khấu Văn Lang thành lập thì chị Nguyên Hà, tức là vợ của ảnh, thì có ghé qua để bảo ủng hộ cho đoàn nghệ thuật sân khấu Văn Lang. Và trong những cái giây phút này thì chị thường nhắc đến anh, và lúc nào và bao giờ cũng như là giữ một cái lòng yêu thương anh, bởi vì anh là một cái nghệ sĩ mà phải nói là rất là vẹn toàn và đối xử với vợ con rất là tốt. Cảm thì ơn đó chị là những hình ảnh mà chị không bao giờ quên. Dạ. Và thưa quý vị, thế đó là chương trình cổ nhạc Văn Lang với Mai Chân và Phạm Khanh. Và chương trình ngày hôm nay chúng ta cùng lược sơ về tiểu sử của nghệ sĩ Dũng Thanh Lâm. Và như thường lệ, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi những trích đoạn, những vở tuồng có sự tham dự và cũng như là dòng ca đặc biệt của Dũng Thanh Lâm. Cảm ơn chị Mai Chân đã đến với chương trình ngày hôm nay. Mai Chân cũng thành thật gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đang theo dõi và lắng nghe chương trình của Nhạc Văn Lang. Và cũng không quên cầu chúc cho tất cả quý vị có một cuối tuần thật là êm đềm bên cạnh gia đình với người thân. Xin chào tạm biệt. Mai Chân Auto Accessory tọa lạc tại trung tâm Lidl Sài Gòn, một địa điểm duy nhất, lâu đời nhất và lớn nhất của người Việt, bán nhiều và đầy đủ các loại mặt hàng về tân trang, bảo vệ cho xe hơi, xe truck, RV, tàu, hệ thống âm thanh stereo, niền xe, vỏ xe đặc biệt cho BMW, Mercedes, dán kiến xe, dash cover, seat cover. Ban giám đốc và toàn thể nhân viên Mai Chân xin chân thành cảm tạ quý vị đã thương mến ủng hộ chúng tôi trong suốt nhiều năm qua. 714 554 1998 554 1998.